Vâng, xin chào toàn thể anh em yêu cây cảnh trên xã Trang Việt cũng như huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội hoặc là trên toàn quốc. Hôm nay anh em hội sinh vật cảnh xã Trang Việt chúng tôi mang một số cây đến để trưng bày cho đại hội đại biểu hội nông dân xã Trang Việt nhiệm kỳ 2023-2028. Mình quay giới thiệu cho các quý vị đoạn nhé. Vâng, xin cảm ơn. Đây là cây xanh của anh Trương Thế này. Đây là cây túc. Túc của anh Trương Thế nhé. Đây là cây nguyệt quế của anh Đàm Thành. Đây là cây xanh của hội viên Lê Văn Nư. Đây là cây phát tài, phát lộc của Lê Văn Nư. Đây là cây khế của hội viên Đàm Thành. Đây là cây si của anh Hạnh Giới, nhà vườn Hạnh Giới. Đây là cây túc. Cây túc rất đẹp của anh hội viên Trương Thế. Đấy, các bạn, từ gốc của nó là tuyệt vời. Đây là cây cần thăng của anh Trương Thế, rất tuyệt vời. Rất đẹp, cây cần thăng của anh Thế rất đẹp. Đây là một số cây xanh của Nguyễn Đức Hạnh. Đây là cây sung của Nguyễn Đức Hạnh. Đây là cây thụy, cây thụy của Lê Văn Nư. Hội sinh vật cảnh, hội sinh vật cảnh xã Trang Việt trưng bày sản phẩm chào mừng đại hội. Đây là cây sung của anh Nư. Đây là cây thị của anh Nư. Hội sinh vật cảnh trưng bày sản phẩm chào mừng đại hội. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các quý vị.